Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 20 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Mão Tý tương hình thứ bảy này, người tuổi Tý cần bình tĩnh để xử lý những vấn đề trong gia đình. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà cuối cùng lại làm tổn thương chính người mình yêu thương. Có thể bạn đang mắc sai lầm, đâu có ai là không sai sót bao giờ đâu. Những chú chuột nên hiểu và thông cảm cho đối phương, cũng như tự kiểm điểm lại bản thân mình để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Tỷ Kiên cho thấy sự quyết đoán đáng gờm của tuổi Tý trong chuyện làm ăn. Một khi nhìn thấy cơ hội, con giáp này sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định và không để cho tiền bạc tuột khỏi tay mình dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim. Có tin tức tốt về tài lộc, công danh, hoặc nhà có hỷ sự về cưới gả, sinh nở, thi cử. Có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, việc làm. Lợi cho việc kết bạn, thêm người mới, du lịch. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Mọi sự đã đến hồi kết thúc hoặc đã đến hạn kỳ cần phải giải quyết. Có tài lộc hoặc có tin vui về chuyện tình cảm. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho nội bộ lục đục, hiểu lầm. Cẩn trọng về sức khỏe. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho nội bộ lục đục, hiểu lầm. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Tin tức tốt, tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều sự việc xảy ra như đã dự tính, hoặc bất ngờ cũng có. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có người đi xa. Có tin tức tốt về tài lộc, công danh, hoặc nhà có hỷ sự về cưới gả, sinh nở, thi cử. Có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, việc làm. Lợi cho việc kết bạn, thêm người mới, du lịch. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự thuận lợi về ra đi, thay đổi công việc, gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng đình đám. Có tin vui ở xa, gặp lại người xưa, có quý nhân giúp đỡ hoặc được quà cáp, lộc ăn. Con số may mắn, 37. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục trắng. Quý nhân phù trợ, giàu thân Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu trong tử vi hôm nay có vẻ không gặp nhiều may mắn cho lắm. Thiên quan cho thấy tiểu nhân đang rình rập để lấy đi túi tiền của bản mệnh mà chính con giáp này cũng chẳng hề hay biết. Bạn cần phải cẩn thận và cảnh giác hơn. Đừng để lộ số tiền mình đang có cho bất cứ ai nếu như đó không phải là người thân thiết và bạn cực kỳ tin tưởng đối phương, bởi bạn có thể không chỉ mất tiền mà còn mất đi nhiều thứ quý giá khác nữa. Mộc thổ tương khắc, con giáp này đang có nhiều nỗi lo lắng về chuyện tình cảm nên chưa sẵn sàng rũ bỏ quá khứ mà bước vào tương lai. Đối phương có thể sẽ cảm thấy nản lòng khi bao lần bày tỏ tình cảm mà vẫn bị từ chối. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều tin tức, sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn. Nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối. Nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu. Tài lộc không được như ý, vào nhanh ra nhanh, hao tốn vì giao thiệp tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Ngày có tiệc, hoặc có khách đến. Sức khỏe không tốt, nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, có trở ngại, hoặc gặp chuyện không như ý. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, có trở ngại, hoặc gặp chuyện không như ý. Ngày có tiệc, hoặc có khách đến. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều tin tức, sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn. Nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối. Nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu.
tài lộc trung bình, hao tốn vì giao thiệp tu bổ, sửa chữa. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Cần phải có sự khéo léo, luồn lách mới có thể tạm ổn, không nên có sự đương đầu thái quá không tốt. Ngày có đủ mọi sự việc hoặc tin tức đến mà cũng không giải quyết được gì. Có tin buồn, nên nhẫn nại, cẩn trọng về sức khỏe. Tài lộc dễ hao. Con số may mắn, 18. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Bước sang ngày thứ bảy này, tuổi Dần hãy tận dụng vận may về tình cảm của mình để có được người trong mộng nhé. Mão Dần tương hội, người ấy có thể đã chờ đợi lời tỏ tình của bạn lâu lắm rồi đó. Còn nếu bạn chưa có mục tiêu theo đuổi thì cũng đừng lấy đó làm buồn, bởi biết đâu trong cuộc hành trình hôm nay, bạn có thể gặp gỡ được người trở thành một nửa của bạn sau này. Đừng quên hy vọng và tin tưởng vào tình yêu. Các cặp đôi có thể nên lên kế hoạch cho một ngày nghỉ ấm áp bên nhau. Có thể do ảnh hưởng do dịch bệnh mà các chuyến du lịch của hai bạn bị ngưng lại, nhưng đâu có sao khi mà hai trái tim vẫn luôn ở sát bên nhau. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy. Ngày có tin tức ở xa hoặc gặp bạn, kết bạn, hẹn ước, đính hôn, có liên quan đến mọi vấn đề về tình cảm. Thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa. Có tài lộc, hoặc được lộc ăn, quà tặng, hoặc được mời dự tiệc. Thích hợp cho các công việc chữa bệnh, kết thúc công trình, thanh toán tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa. Làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm, tài lộc có sự chậm trễ, trở ngại. Đề phòng có sự hư hại về đồ đạc hoặc phải hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa, nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không có lợi, hoặc có chuyện không hay. Ngày có nhiều thay đổi, biến động hoặc có nhiều tin tức. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc. Mọi việc không nên cưỡng cầu một cách quá đáng sẽ không có kết quả, gặp sự khó khăn, chậm chạp. Nên hành động bình thường thì có lợi. Có sự thay đổi, sửa chữa tu bổ hoặc có sự thay đổi ý định của người khác làm ảnh hưởng đến mình. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim. Mọi việc không nên xem thường cần phải cẩn trọng vì có nhiều sự việc xảy ra không như ý muốn, dễ gặp rủi ro, hao tán. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không có lợi, hoặc gặp chuyện không hay. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Con số may mắn, 3, 5. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi ngày 20 tháng 3 năm 2021, tuổi Mão sắp có tiền bạc rủng rỉnh trong tay luôn rồi đó. Bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài trong ngày chủ nhật này, khi mà thực thần đã đến tận cửa mời chào bạn. Có nhiều cơ hội để con giáp này có thể áp dụng và triển khai vào chuyện làm ăn của mình. Hôm nay sẽ khá bận rộn nhưng bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng khi lợi nhuận tăng cao, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Mộc khí vượng nhắc nhở tuổi Mão cần phải chú ý quan tâm đến sức khỏe của chính mình nữa, đừng có tham công tiếc việc quá mà tự hại mình. Bản mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi trong người, nhất là những bạn có vấn đề về gan. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều không nên tiến hành, dễ bị phá ngang bỏ dở nửa chừng, hoặc không đúng như đã bàn thảo, dự tính, hẹn ước. Gia đạo bất an, nên ngồi yên giới hạn việc đi lại, di chuyển, gặp rủi ro, hoặc chỉ gặp toàn chuyện buồn phiền, hao tốn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng đề phòng bất trắc trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ.
ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều sự việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến, có cuộc vui, hoặc được mời dự tiệc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Nếu có người đến đề nghị hợp tác làm ăn thì nên tiến hành. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Mọi việc nên khiêm tốn thì sẽ thành công. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tin tức chậm chạp, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong mọi việc, nhất là trong việc đi lại, di chuyển. Nếu là công việc làm, cẩn trọng có người châm chích nói xấu, hoặc gặp khó khăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có tiệc tùng, quà tặng. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Vận trình Thìn Mão tương hại, tử vi phương Đông cho thấy những vết rạn nứt trong mối quan hệ của bạn và người ấy không phải chỉ hôm nay mới xuất hiện mà vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mọi thứ mới bùng nổ mà thôi. Bạn cần phải nhìn thẳng vào sự thực chứ đừng mãi tìm cách xoa dịu trốn tránh. Cần phải giải quyết vấn đề dứt điểm từ tận gốc thì mới có thể đảm bảo được mầm mống của mâu thuẫn không phát sinh thêm nữa. Với người độc thân, lời khuyên cho bạn trong ngày chủ nhật này chính là chủ động theo đuổi tình yêu của mình. Nếu bạn cứ sợ hãi những thứ chưa hề xảy ra thì có thể sẽ chẳng có cơ hội để cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Đã đến lúc phải thay đổi phương hướng, không nên theo đường lối cũ, dù bước đầu có gặp khó khăn trở ngại, nhưng vẫn có kết quả tốt ở tương lai. Cần nhất không nên chán nản, bỏ ngang sẽ không tìm lại được. Tình cảm tốt, có tài lộc, hoặc có hỷ sự, gặp quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ. Dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc. Hãy cố gắng giải quyết, hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới. Mọi việc đều nên có sự kiên nhẫn. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm nhưng sẽ có kết quả. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, hoàn trả những món tiền đã có hạn kỳ. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc. Dù có đang tiến hành làm bất cứ công việc gì cũng nên suy tính trước sau, cẩn thận đề phòng tiểu nhân hoặc có những sự việc xảy ra không được thuận lợi. Nên có sự thay đổi phương hướng, thay đổi hoàn cảnh trước tình hình mới. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn. Đã đến lúc phải thay đổi không nên theo đường lối cũ, dù bước đầu có gặp khó khăn nhưng vẫn có kết quả tốt ở tương lai. Cần nhất không nên chán nản, bỏ ngang sẽ không tìm lại được. Tình cảm tốt, tài lộc khó khăn, dễ hao, hoặc có hỷ sự, gặp quý nhân. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Chớ nên vì vấn đề tình cảm mà giải quyết mọi việc dễ mất uy tín và gặp sự thiệt thòi. Nên cẩn trọng về sức khỏe. Mọi việc không nên tham cầu, có hại. Tất cả chỉ nên ở mức bình thường là tốt. Có tin tức, quý nhân nếu có là người khác phái, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Con số may mắn, 48. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, đường tài lộc của tuổi Tỵ khá vượng, bản mệnh sẽ có được nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập cho mình. Chính tài đảm bảo cho con giáp này có nguồn thu khá vững vàng. Mộc dưỡng hỏa càng làm tăng thêm may mắn trong ngày hôm nay của những chú rắn. Con giáp này có được tình yêu của người mình luôn mong chờ. Nếu bạn chủ động thêm chút nữa có khi còn, đốt cháy giai đoạn luôn ấy chứ. Các cặp vợ chồng hôm nay mới có thời gian nghỉ xả hơi sau cả tuần làm việc dài. Chỉ cần có thời gian bên nhau cũng đủ để bạn cảm thấy hạnh phúc chứ chẳng cần thiết phải là những chuyến du lịch lãng mạn, sang chảnh đâu. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ khiến cho công việc phải tạm thời bỏ dở, hoặc làm việc trong sự âu lo.
có tin buồn, mọi việc đều không nên tiến hành dễ gặp sự thất bại rủi ro đáng tiếc. Cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng, trong mọi hành động dễ gặp tai nạn, hoặc phải gánh vác những chuyện nặng nhọc hoàn toàn bất lợi. Sự mong cầu về tình cảm đều không tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc. Nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại, di chuyển, gặp gỡ, chỉ đem lại nhiều hao tốn, hoặc rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim. Mọi việc rất dễ xảy ra không có lợi hoặc gặp sự khó khăn, hư hại, tranh chấp, thị phi. Nếu không thì cũng là một ngày làm việc cực nhọc mới có kết quả. Tài lộc dễ có sự hao tán, nếu có cũng phải chi phí, mua sắm rất nhiều. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy. Tất cả mọi việc giao thiệp, hợp tác đều hoàn toàn không có lợi, nên có sự ra đi hoặc tìm sự giải quyết cho chính mình. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc công việc đã có sự hẹn ước trước hoặc đến hạn, định kỳ. Nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại, di chuyển, gặp gỡ, chỉ đem lại nhiều hao tốn, hoặc rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Con số may mắn, 27. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Trong ngày hôm nay, thiên tài sẽ mang đến cho tuổi Ngọ niềm vui bất ngờ khi mà tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Con giáp này dựa vào chút tài lẻ của mình cũng có thể cải thiện được tình hình tài chính hiện tại. Có điều, bên cạnh niềm vui về tiền bạc thì con giáp này có thể phải chịu đựng những nỗi buồn trong chuyện tình cảm khi mà người ấy thực sự chẳng hề quan tâm gì đến cảm xúc của những chú ngựa. Song bản mệnh cũng đừng vì thế mà buông bỏ hết cả đoạn tình cảm mất bao nhiêu thời gian và công sức để vun đắp của mình. Hãy thử tâm sự, chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc của mình, xem có được sự thay đổi nào không nhé. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày trung bình cho mọi việc mong cầu. Có tài lộc hoặc có tin vui. Có khách đến, công việc hay vấn đề tình cảm đã có sự hẹn ước từ lâu, nay có kết quả, nên tiến hành. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Sự mong cầu về tin tức, việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ. Nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín. Có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng, cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Trong nhà hoặc trong công sở nếu có dự tính gì thường gặp sự trễ nãi, rời hẹn, sai hẹn. Tuy nhiên cũng không phải là điều xấu, hoặc sự việc xảy ra sớm hơn dự tính nhưng sự kết thúc cũng không được như ý. Ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, người khác phái. Có tin tức. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Ngày thuận lợi cho việc đi xa, di chuyển, gặp gỡ, hội họp. Có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức. Có tin vui về tình cảm, việc làm. Tin buồn về đau ốm, tai nạn, sức khỏe, di chuyển, đi lại của người thân, bè bạn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Dù là công việc làm ăn hay là vấn đề tình cảm cũng không nên hấp tấp, hoặc kéo dài sẽ không có lợi. Chẳng những gây ra sự phiền hà mà còn có những chuyện không vui, gặp rủi ro. Ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, đi lại, có sự hư hại. Con số may mắn, 59. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2021, người tuổi Mùi gặp được quý nhân tam hợp nên những phiền muộn về chuyện tình cảm nhanh chóng được giải quyết. Con giáp này sẽ tìm được người là một nửa của mình sau này. Dù có những lúc mà bản mệnh cảm thấy chơi vơi khi không xác định được tình cảm của đối phương, nhưng chỉ cần bạn kiên trì và cho người ấy thêm chút thời gian thì sẽ thấy sự chờ đợi của mình không hề uổng phí. Thiên quan xuất hiện, con giáp này có thể đang mắc sai lầm trong chuyện làm ăn khi dễ dàng tin lời hợp tác cùng có lợi của người mà trước giờ bạn chưa từng làm việc cùng.
Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách để chiếm đoạt tài sản của bạn đó. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim. Có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện, lửa. Tin tức đến chậm có trở ngại. Trong nhà hoặc trong công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác làm ăn. Nói chung này dễ gặp sự trắc trở, khó khăn nhưng cũng không phải là xấu. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp, nên cẩn trọng không bàn đến chuyện người dễ bị hàm oan, trách oán. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy. Không nên tin cẩn người khác, và cũng không nên quá tự tin vào chính mình, sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, việc đi lại, giao dịch hoàn toàn không có lợi, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa. Mọi việc rất dễ xảy ra trái với sự tính toán hoặc ngoài dự tính. Không nên tin cẩn người khác, và cũng không nên quá tự tin vào chính mình, sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, việc đi lại, giao dịch hoàn toàn không có lợi, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, hao tài về việc mua sắm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ. Trong nhà hoặc trong công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác làm ăn. Có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện, lửa. Tin tức đến chậm có trở ngại. Nói chung này dễ gặp sự trắc trở, khó khăn nhưng cũng không phải là xấu. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp, nên cẩn trọng không bàn chuyện người dễ bị hàm oan, trách oán. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc. Ngày có sự thay đổi công việc hoặc tình trạng hiện tại có biến động. Có việc ra đi, di chuyển hoặc phải tiến hành công việc cần thiết khi có tin. Có tin buồn, không nên bàn tán hoặc nhúng tay vào chuyện của người khác chỉ đem đến sự bất lợi. Con số may mắn, 38. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, nâu cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân. Cục diện ngũ hành mộc kim bất dung, có nhiều bất đồng giữa tuổi Thân và người thân trong gia đình khiến cho không khí trong nhà căng thẳng và bí bách. Con giáp này hãy tìm cách để xoa dịu tình hình, chớ để mâu thuẫn tiếp tục leo thang. Dù sao cũng là người một nhà, có chuyện gì cũng nên bình tĩnh tìm cách giải quyết. Nếu không thể tìm thấy tiếng nói chung thì ít nhất cũng có cách giải quyết để mỗi người đều cảm thấy không quá mất lòng. Người độc thân có nhiều nỗi buồn trong quá khứ còn ám ảnh đến hiện tại. Bạn chưa thoát ra được khỏi cảm giác sợ hãi với những điều đã qua nên chưa dám bắt đầu một mối quan hệ mới cho mình. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy. Gặp quý nhân, bè bạn, có tin vui đến, có lộc nhỏ, quà tặng, ăn uống. Nếu có cuộc đi chơi xa quay chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc bỏ về nửa chừng, hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính. Việc làm bị bỏ ngang, bỏ dở vì có tin, hoặc cần phải đi giải quyết công việc khác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều biến động thay đổi trong công việc. Có nhiều việc đến cần phải giải quyết vừa về việc làm công danh cho đến tình cảm. Không nên e ngại khi thấy có trở ngại, chậm trễ. Dễ có sự hao tốn tài lộc về sự tu bổ tiệc tùng, quà tặng, mua sắm. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ. Trong nhà hoặc trong công sở nếu có dự tính gì thường gặp sự trễ nãi, rời hẹn, sai hẹn. Tuy nhiên cũng không phải là điều xấu. Hoặc sự việc xảy ra sớm hơn dự tính nhưng sự kết thúc cũng không được như ý. Ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, người khác phái. Có tin tức. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc. Sự việc rất dễ xảy ra ngoài ý muốn hoặc có sự đảo lộn với những dự tính. Có nhiều công việc đến khiến mình phải bỏ dở công việc hiện tại và lo toan việc mới. Có tin không tốt ở xa hoặc không làm theo sự đã giao ước. Nếu có cuộc đi chơi xa cẩn trọng coi chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc bỏ về nửa chừng, không vừa ý. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Mọi việc vẫn còn chậm chạp, nên thay đổi ý định. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài. Con số may mắn, 26. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu.
Tử vi tuổi Dậu. Tử vi ngày 20 tháng 3 năm 2021 cho thấy cục diện tương xung ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của người tuổi Dậu. Con giáp này không hiểu được tâm tư tình cảm của đối phương mà chỉ bận tâm đến vui buồn của chính mình. Bản mệnh có thể đang có vấn đề với cảm xúc của chính mình, nhưng cũng đừng vì thế mà giận cá chém thớt, khiến cho chuyện tình cảm của bản thân và người ấy càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Có nhiều chuyện bạn chưa thể lường trước được, đó cũng là lẽ thường tình. Đừng tự trách bản thân, cũng đừng đổ lỗi cho người khác, việc trước nhất vẫn là phải tìm cách giải quyết để mọi sự không nghiêm trọng hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy. Sự chờ mong về tin tức dễ gặp trở ngại hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, hoặc máy móc. Nên giới hạn việc đi xa, di chuyển kẻo lỡ tin tức, hoặc có rủi ro giữa đường. Tuy nhiên công việc làm ăn vẫn có sự thuận lợi, có tin tức tốt và có người đến đem lại sự thuận lợi cho mình ở tương lai. Ngày dễ hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Hoặc ngày có nhiều sự thay đổi, biến động bất ngờ. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có tin buồn về tai nạn, đau yếu bệnh tật. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng. Có nhiều công việc hoặc tin tức đến, nhưng dễ gặp trở ngại, không như ý hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc, máy móc. Nên giới hạn việc di chuyển kẻo lỡ tin tức, hoặc có rủi ro giữa đường. Tuy nhiên công việc làm ăn vẫn có sự thuận lợi, có tin tốt và có người đến đem lại sự thuận lợi cho mình ở tương lai. Ngày dễ có sự hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng. Nên đi xa để giải quyết công việc cũng không nên tránh né. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có tiệc tùng, đình đám, hoặc ngày có nhiều sự thay đổi, biến động bất ngờ. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có tin buồn về tai nạn, đau yếu, bệnh tật. Con số may mắn, 17. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, bạc vàng. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Vận trình thứ bảy này, đường tình duyên của tuổi Tuất sẽ có nhiều điểm khởi sắc. Lục hợp quý nhân giúp cho đào hoa nở rộ, người độc thân nhờ thế mà có sức quyến rũ lớn hơn hẳn đối với người khác phái. Có nhiều cơ hội để con giáp này gây ấn tượng với đối phương. Sự vui vẻ và chủ động của bạn sẽ là điểm cộng trong thời điểm này, tuy nhiên nên thể hiện một cách tự nhiên chứ đừng làm lố quá nhé. Với các bạn đã có đôi có cặp thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương. Có thể mối quan hệ giữa hai người đã được xác định nhưng tình yêu thì luôn cần vun đắp hâm nóng mỗi ngày. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa. Dù có gặp gỡ và tốt đẹp về chuyện tình cảm đến mấy cũng không nên thuận theo ý kiến của họ mà nhúng tay vào các công việc mới được đề nghị. Chỉ nên xem đó là một dự tính. Không nên xuất tiền, càng nói nhiều thì càng bất lợi. Nên làm chủ trong công việc. Tài lộc khó giữ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ. Có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nếu không tỉnh táo thì dễ bị vướng kẹt. Hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành, hoặc ra đi. Sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn, hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ, bổ sung. Nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt tiệc tùng, sẽ có chuyện không như ý, có sự hư hại. Có tài lộc nhưng dễ hao. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc. Không nên nặng về chuyện tình cảm. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Có sự hư hại, hao tốn tài lộc nhỏ. Có chuyện buồn phiền về người thân trong nhà, hoặc trong công sở. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim. Dù có gặp gỡ và tốt đẹp về chuyện tình cảm đến mấy cũng không nên thuận theo ý kiến của họ mà nhúng tay vào các công việc mới được đề nghị. Chỉ nên xem đó là một dự tính. Không nên xuất tiền. Càng nói nhiều thì càng bất lợi.
nên làm chủ trong công việc, tài lộc khó giữ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy. Không nên mưu cầu chuyện lớn lao vì sự việc chỉ tốt trong chốc lát. Có sự đi lại, di chuyển hoặc gặp gỡ người thân, bè bạn. Mọi vấn đề đều chưa có thể giải quyết trọn vẹn, dứt khoát. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Ngày thứ bảy này, người tuổi Hợi hãy thoải mái hơn trong cách thể hiện tình cảm. Hợi Mão bán hợp, nhân duyên sẽ đến nếu như bạn thực sự đón nhận nó, mở cửa trái tim mình để tình yêu có thể bước vào. Hãy để cho quá khứ lùi về phía sau. Bạn không cần phải dằn vặt mình mãi về những chuyện đã qua, những chuyện vốn chẳng thể thay đổi được. Hãy sống cho hiện tại và tương lai, để không sống hoài sống phí. Thiếp tài mang đến những hiểm họa về tài chính khi mà bản mệnh có nhiều nguy cơ mất tiền hao của do tin lầm người. Bạn cho đối phương vay mượn tiền bạc mà chẳng có bất cứ bằng chứng nào để có thể đòi lại sau này. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa. Nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều việc hư hại, hoặc nhiều chuyện xảy ra không tốt ngoài dự tính. Nếu là ngày chủ về tình cảm, đình đám tiệc tùng thì cũng chậm trễ, không được như ý. Có tin tức về tiền bạc, nhưng còn chậm chạp chưa đến. Ngày dễ hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ. Dù công việc trước đây có sự thuận lợi, cũng phải đề phòng trường hợp bất trắc, rủi ro do sự thiếu sót, bỏ quên. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn, trắc trở ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc. Mọi việc nên cẩn trọng, dù công việc trước đây có sự thuận lợi, tốt đẹp, cũng phải đề phòng trường hợp bất trắc, rủi ro do sự thiếu sót, bỏ quên. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn bất ngờ, trắc trở ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim. Nên cẩn trọng trong mọi việc và nên chú trọng vào công việc nguyên tắc hơn là nặng về tình cảm mới tốt. Cuộc vui chơi nào cũng nên giới hạn, không nên kéo dài có hại. Tính toán gì cũng chỉ nên ngắn hạn và gọn ghẽ. Có tin tức về tiền bạc, nhưng còn chậm chạp chưa đến, dễ hao tài. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy. Mọi tin tức đến không nên có sự hấp tấp, vội vàng, âu lo hoặc mau chóng quyết định cũng không nên tranh cãi, phân trần, sự việc sẽ được giải quyết ở ngày khác. Ngày dễ gặp chuyện bất như ý. Đề phòng tiểu nhân, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn, trắc trở ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.